ôm lòng quỷ bán, hoặc giả ôm lòng ghen ghét, tìm cách ngăn cản, người đó khi quá thân, các bệnh nặng kéo đến. Nhà Phật gọi là hoa báo. Quý vị mang quả báo ngay trong đời này, phá hoại sức khỏe của mình. Việc này trong các buổi giảng chúng ta đã nhiều lần nói ra. Nếu tâm địa người đó không nhân từ, thường nóng giận, giận hờn thù oán, họ rất dễ mắc bệnh về gan, ngày nay gọi là ung thư gan. Nếu người nào bất nghĩa, rất dễ mang bệnh phổi. Nếu người vô lễ, rất dễ mắc bệnh tim. Người nào không giữ lòng tin, chuyên lừa người khác, họ dễ mắc bệnh bao tử. Người ngu si, không có trí tuệ, dễ mắc bệnh thận, bệnh thận. Bởi thì con người nếu sống theo nhân nghĩa lệ trí tín, lục phủ ngũ tạng sẽ không vấn đề, sức khỏe sống lâu. Tại sao con người lại bất nhân, bất nghĩa, vô lệ, vô tín, không trí? Nguyên nhân chính là do đâu? Do lỗi không học theo giáo huấn thánh hiền. Trong Phật pháp không học kinh, không nghe pháp, dần già xa cách tánh đức, bất thiện lớn dần, nên mới mắc những lỗi đó. Nếu nghiệp được tạo từ đời trước, ta đến thế gian này, sẽ bị thân thể khiếm khuyết như mù điếc câm ngọng. Ngày nay chúng ta gọi đó là tàn tật. Khuyết tật đôi khi bẩm sinh, đôi lúc đã ra đời. Đã ra đời đa phần là do tai nạn. Trong tai nạn ngày nay, phần lớn là tai nạn giao thông. Quỷ mị làm trướng,
nghĩa là quỷ áp vong, mang đến vô số bệnh tật, khiến ta nằm ngồi không yên. Trong đời này cầu sống không được, muốn chết không xong, sống rất khổ sở. Tất cả những việc này xảy ra ngay trước mắt, chỉ cần chúng ta lưu tâm có thể thấy được. Nghĩ đến những điều trong kinh Phật nói, đối chiếu với những gì ta thấy sẽ hiểu. Phật nói không sai, hoặc khiến cho chết, họ chết, chết rồi đi đâu? Đến thẳng địa ngục. Trước mắt ngồi nằm không yên, lòng như lửa đốt, đây là hoa báo. Chết đọa tam đồ, đó là quả báo. Quả báo khổ hơn, chịu khổ não lớn trong tám vạn kiếp. Đây là thí dụ. Thời gian dài trong địa ngục, chịu khổ cực trong địa ngục tám vạn kiếp, trăm ngàn vạn kiếp, không nghe đến tiếng uống ăn, khát không có nước uống, đói không thấy thức ăn. Không phải thời gian ngắn, rất dài. Trăm ngàn vạn kiếp là số tượng trưng. Lâu sau được ra, tất nhiên họ sẽ có lúc chịu xong tội báo. Chịu xong họ ra khỏi địa ngục. Đi đâu sau khi ra khỏi địa ngục? Phần nhiều đến cõi súc sinh. Họ đi làm trâu, làm ngựa, làm heo, làm gì? Nói chung không khỏi bị người giết mổ, mọi người ăn thịt chúng, chịu khổ rất nặng. Khi bị giết thì không thể kể hết nỗi khổ. Sao được làm người, tương lai cũng được trở lại loài người. Phàm từ tam đồ thường nghĩ đến quái người, thường sinh hạ tứ. Có nghĩa họ không có phần trong xã hội thượng lưu. Họ sinh đến nhân gian, không có trí tuệ, ngu si, không có phước báo, nghèo khổ. Phải chịu khổ trong kiếp người. Đây là gì? Phần bất thiện còn lại của tam ác đạo. Chúng ta thường gọi là tập khí, do tập khí bất thiện mang lại. Nếu may mắn nghe được lời giáo huấn thánh hiền, họ có thể vượt qua được cuộc sống khốn khó, nâng linh tánh mình lên. Đấy chính là hạnh phúc lớn nhất trong bất hạnh. Nếu không gặp được lời giáo huấn của thánh hiền, họ còn khổ nữa. Tại sao? Chết rồi tiếp tục đọa ác đạo. Tuy không tạo nghiệp nặng, trong tâm họ vẫn còn oán hận, bất bình. Dẫn nghiệp này lại lôi họ vào tam ác đạo. Như Kinh Địa Tạng đã nói, chúng sinh địa ngục được ra, không lâu sau lại quay vào. Nguyên nhân do đâu?
không có trí tuệ, không biết là tự làm tự chịu, lúc nào cũng mang tâm oán, than trời trách đất. Như thế là đang tạo lại ác nghiệp, nhưng bản thân không hay biết. Trăm ngàn vạn kiếp không được tự tại, có nghĩa là lúc nào cũng u buồn. Không giải được oan kết, không mở được. Khí oan không tan, không lúc nào nghe được tên Tam Bảo. Nghe được tên Tam Bảo là được cứu. Suốt đời không tiếp xúc với Tam Bảo, người này thật đáng thương. Bởi thế nơi những người vô trí không tin, không nói kinh này vậy. Câu này nói rất quan trọng. Với những người không có niềm tin, người không có trí tuệ, ta đừng nói bộ kinh này với họ. Tại sao họ hủy bán lại tạo nghiệp? Ở trên dẫn hai kinh nói rõ nghi tín, tuy chỉ tại nhất niệm của người đó, nhưng quả phước đã gieo một trời một vực, bao đời không hết. Vấn đề này rất đáng sợ. Hoài nghi chánh tin tuy chỉ trong một niệm, nhưng phước có được của chánh tín, trí tuệ sinh ra, tai họa do hoài nghi sinh ra, kéo đến khổ báo tam đồ. Thời kiếp rất dài, bởi thì đoạn sau kinh nói nên tin rõ trí tuệ vô thượng của chư Phật. Tại sao một số người không tin trí tuệ vô thượng của chư Phật? Họ không biết trí tuệ vô thượng vốn đã có trong tự tánh, là tánh đức của mình. Chư Phật Như Lai chỉ là người đã gạt trừ những chướng ngại trong tánh đức, nó sẽ có mặt. Chúng ta cũng có thể gạt bỏ chướng ngại, chúng ta không khác chư Phật Như Lai. Ngày nay chúng ta có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, đây là chướng ngại, là phiền não. Bản lĩnh của chư Phật và Bồ Tát Pháp Thân là lục căn ở trong lục trần, thực sự đã làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bởi thì trong trí tuệ vô thượng, trong tự tánh quá mặt, nó khởi tác dụng. Chúng ta có, nhưng bởi phiền não che lấp không khởi tác dụng. Sự thật này, chân tướng này, ta phải hiểu rõ, thấy được, chắc chắn không còn hoài nghi.
quý vị sẽ tin tất cả pháp trong kinh này đã nói. Tại sao? Tất cả pháp không rời tự tánh. Xa rời tự tánh, không một pháp nào khả đắc. Đây là nguyên tắc chung, cương lĩnh chung, nhất định phải ghi nhớ. Để nguyên tắc, nguyên lý này dẫn đường cho chúng ta vượt qua đời này, mà không mất mát lớn lao. Thank you.
Love.